Không đau đâu, không đau đâu nha. Mày cắt nhẹ nhàng lắm. Chị Kobi thích mày cắt móng tay lắm đấy. Rồi. Con không thích cắt móng tay hả? Nè, hôm nay mày cắt cái xong nha. Gần gần xong rồi, gần xong rồi. Không, móng tay bị đất đấy. Nha. Đây nè, đây nè, món này dài nè. Ngoan ơi, ngoan ngoan nhé. Không, không có lợ, không có sợ đâu nha. Cái này nó dài quá trời rồi nè. Rồi bên đây nữa. Mình giỏi quá. Đấy, sạch sẽ rồi. Còn một bán cuối cùng nha. Rồi, ok. Sợ hả? Có sợ hả? Ừ. Ủa, con đi chợ về à? Hả? Trời ơi, con mua gì đây? Trời ơi, mua rau củ quả à? Hả? Ăn rau củ quả hả? Thế bây giờ mẹ mẹ lấy rổ ra mẹ nhặt rồi mẹ luộc cho hai chị em ăn nha. Được không? Ủa trời ơi, thương mẹ này chứ. Rồi ngồi đây. Thế ngồi đây đi nè mẹ, để mẹ đi đi lấy rổ ra. Nào ngồi xuống đây. Má ngồi đây với chị Kobi này. Đấy. Nhặt rau để luộc nha. Nào vào xuống đây. Đây. Rồi bây giờ mẹ luộc cả đậu với lại cà rốt cho hai chị em ăn nha. Cô Bi thích nên cô Bi đi mua đúng không? Cô đi có bị nắng không Bi? Ừ. Nhặt như thế này nè, mẹ bày Bi mấy lần rồi. Này. Chưa rửa mẹ ăn à? Hả? Bẩn nha, Kobi ăn bẩn nha. Mà có muốn ăn giống như Kobi không? Ừ, đây này. Đấy, hai chị em ngồi xuống đây. Tí nữa mẹ luộc rồi ăn chứ. Đã đòi ăn liền à. Nhưng mà đậu này non nhờ, Kobi mua đậu ngon đấy. Đây mẹ cho Bi nè. Bi ngồi thẳng lên. Con ơi, con ăn được không? Mẹ luộc xong rồi, mẹ nhặt xong rồi mẹ đi rửa mẹ luộc nha. Ngon không? Đậu nó có ngọt không? Đây mẹ xong rồi đây, mẹ đi rửa nha. Ngon ăn được không? Ừ. Thôi để mẹ luộc rồi ăn nha. Nào hai chị em ngồi đây. Lại ngồi đây đi. Bi ngồi chăm sóc em nha. Nha. Con chăm sóc em để mẹ đi luộc ăn nha. Ồ, ồ, ồ. Nào ngồi đây, ngồi đây. Mẹ luộc nóng ra cho hai chị em ăn cho nó tốt. Ăn cái không như thế này là nhiều khi nó không tốt cho tiêu hóa lắm đâu nha. Nào, để ý em cho mẹ nào, ôm em đi. Mang ở đây với chị không hư nào con. Mẹ đi rửa đã. Thank you.
Kobi ơi, được rồi nè con đem khăn lau lau bàn đi con. Lau bàn ăn đi cho sạch nào. Món ăn đậu nè con này.